Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc Israel. Mời các bác cùng thẩm âm với một bộ dàn cao cấp. Đây là cặp loa tăng Noi 315A sở hữu bass 30 đồng trục từ Anico. Cặp loa này giá là 30. Nếu chuyển khoản đủ em sẽ bớt chút đỉnh cho các bác, còn cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên là em ship hàng. Và cũng không kiếm cạnh những con Lukman. Và đây là con âm ly đèn Lukman LX 360. Đẹp, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi nha các bác, thiếu mỗi thùng xốp. Giá là 31 triệu. Nếu các bác lấy nguyên combo này luôn là em giao là 60 bao ship nha. Mà riêng cái con Lukman chữ ký 360 này thì nó quá hay rồi, và cơ bản em nói nó quá mới các bác. Vàng ươm luôn, gọi là vàng hồng luôn. Thiếu một cái thủng thôi nha. Con này giá 31. Bao giá cho bác mình chơi luôn. Và đây là cặp loa tăng Noi 315A. 315 đây các bác. Bass 30 Anico nha. Đồng trục đặc trưng của tăng Noi. Cả bộ này là em nếu lấy luôn cả bộ là 60 nha các bác. Rồi sau đây mời các bác cùng thẩm luôn.